xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri tại xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, cùng với giải đáp, ghi nhận ý kiến cử tri về các lĩnh vực kinh tế xã hội. Ông Phan Đình Trạc đã yêu cầu ngành chức năng Lâm Đồng xem xét xử lý nạn cho vay nặng lãi mà nhiều cử tri kiến nghị. Theo cử tri xã Lát, tình trạng tín dụng đen cho vay nặng lãi đã hoạt động ở địa phương suốt thời gian dài tại khắp các buôn làng, khiến nhiều gia đình mất đất, mất nhà và kéo theo nhiều hệ lụy. Trong đó có vụ việc người dân vay 270 triệu đồng nhưng tòa án buộc phải trả chủ nợ hơn 4 tỷ đồng. Cụ thể, bà Cơ Sa Cát Thêm, sinh năm 1967, ngụ xã Lát, huyện Lạc Dương, phản ánh tới đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng về việc vay 270 triệu đồng, nhưng thực tế chỉ nhận được 170 triệu đồng. Số tiền còn lại đã bị chủ nợ trừ thẳng vào lãi suất. Sau đó, gia đình bà Cathem vay 300 triệu đồng của ngân hàng và trả hết số tiền đó cho chủ nợ, nhưng vẫn chưa hết nợ. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Lạc Dương yêu cầu gia đình bà Cathem phải trả thêm cho chủ nợ hơn 4 tỷ đồng nữa. Trước phản ánh trên, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Lạc Dương khẩn trương làm rõ. Cơ quan công an xác định từ năm 2013 đến năm 2016, bà Cát Thèm cùng chồng là ông Liêng Hót Hà Trông, sinh năm 1958, vay của bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, sinh năm 1967, ngụ phường 2, thành phố Đà Lạt hai lần, tổng cộng 270 triệu đồng. Nhưng bà Cát Thèm cho biết chỉ thực nhận 179 triệu đồng. Ngày 3 tháng 2 năm 2016, bà Cát Thèm và bà Hồng chốt nợ tổng số tiền gốc và lãi tới tháng 2 năm 2016 là 375 triệu đồng. Do bà Ca Thêm không có tiền để trả gốc và lãi cho bà Hồng, nên hai bên thống nhất lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng hai lô đất tại thôn Đạ Nghịt, xã Lát đã được Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương cấp sổ đỏ cho ông Liêng Hót hai trồng cho bà Hồng với số tiền là 500 triệu đồng, hợp đồng viết tay. Sau khi trừ số tiền bà Ca Thêm đang nợ là 375 triệu đồng, bà Hồng đã trả cho gia đình bà Ca Thêm 125 triệu đồng ngày 28 tháng 7 năm 2019, bà Cát Thêm có đơn tố cáo tới công an huyện Lạc Dương về hành vi bà Hồng mượn tài sản và chiếm đoạt 300 triệu đồng của gia đình bà. Tuy nhiên, qua xác minh không có căn cứ xử lý hình sự, nên công an huyện Lạc Dương đã hướng dẫn bà Cát Thêm khởi kiện vụ việc tới tòa nhân dân huyện Lạc Dương. Ngày 12 tháng 12 năm 2020, bà Hồng thấy quy định về hạn điền để chuyển nhượng đất của người dân tộc thiểu số đã hết, nên liền khởi kiện vợ chồng bà Cát Thêm yêu cầu làm thủ tục sang tên các thửa đất trước đó, hai bên đã thỏa thuận viết tay chuyển nhượng. Ngày 10 tháng 6 năm 2024, Tòa Nhân dân huyện Lạc Dương đưa vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ra xét xử. Bản án xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 3 tháng 2 năm 2016 giữa vợ chồng bà Ca Thêm với bà Hồng là vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức, nội dung, vi phạm điều cấm của pháp luật. Tuy nhiên, bản án lại xác định các bên phải chịu lỗi của trượt giá tài sản và các chi phí tố tụng như nhau. Căn cứ chứng thư thẩm định của công ty thẩm định giá, tòa án xác định giá trị tài sản tranh chấp hơn 7,7 tỷ đồng. Số tiền bà Hồng đã thanh toán cho vợ chồng bà Ca Thêm là 500 triệu đồng, tương đương với 100 giá trị tài sản. Tính theo giá trị tài sản của chứng thư thẩm định giá, thì nguyên đơn đã thanh toán cho bị đơn hơn 7,7 tỷ đồng. Sau khi trừ số tiền bà Hồng đã giao cho vợ chồng bà Ca Thêm, còn lại hơn 7,2 tỷ đồng. Tòa Nhân dân huyện Lạc Dương chia đều lỗi cho các bên, tức mỗi bên chịu hơn 3,6 tỷ đồng. Như vậy, vợ chồng bà Cà Thêm phải thanh toán cho bà Hồng hơn 3,6 tỷ đồng cùng với 500 triệu đồng trước đó thành hơn 4,1 tỷ đồng. Không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm, cả nguyên đơn và bị đơn đều kháng cáo bản án trên lên tòa phúc thẩm. Bà Hồng yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc giải quyết hậu quả của 7,7 tỷ đồng. Từ kết quả xác minh này, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết việc vợ chồng bà Cà Thêm phải trả cho bà Hồng hơn 4,1 tỷ đồng theo bản án của Tòa án Nhân dân huyện Lạc Dương là tiền trượt giá đất trong vụ án tranh chấp dân sự, không phải tiền lãi từ 270 triệu đồng mà bà Cà Thêm đã vay của bà Hồng. Đến nay chưa có căn cứ xác định đây là vụ việc liên quan đến tín dụng đen. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 8, Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Vụ tai nạn xảy ra vào khuya ngày 5 tháng 7 tại km 200-500 cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Thời điểm trên, xe khách dường nằm biển kiểm soát 78B-00418 do Trần Văn Bảo, sinh năm 1989 cầm lái, chạy hướng Phan Thiết – Phan Giang, đã tông vào đuôi ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát. 79R00638, chở sắt do tài xế Trương Đình Hùng, sinh năm 1969 điều khiển. Vụ tai nạn khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Phụ xe TXL, sinh năm 1992, chú Phú Yên, ngồi ở ghế phụ gần cửa lên xuống tử vong tại chỗ. Một số hành khách bị xây sát được đưa đến bệnh viện băng bó. Phần đầu xe khách vỡ nát, bẹp rúm, nhiều mảnh vỡ văng xuống đường. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, đội 6, Cục cảnh sát giao thông cùng đơn vị tuần đường đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Các ô tô xếp hàng kéo dài di chuyển chậm qua vị trí tai nạn. Liên quan vụ nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích, đầu độc nam thanh niên NHBT 18 tuổi, cháu ruột Bích bằng cyano ở huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai. Nhiều người dân cho biết họ vẫn chưa thể tin nổi vụ việc lại xảy ra ngay nơi mình sinh sống. Tại căn nhà trên đường Hùng Vương, thuộc xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, cửa sắt đóng kín mít. Ông Quy, ngụ ở xã Vĩnh Thanh cho biết, căn nhà này trước đây bán cơn tấm. Từ khi anh NHBT, nạn nhân bị đầu độc, nhập viện điều trị thì đã tạm ngừng kinh doanh. Ông Quy kể thêm, tôi là bà con họ hàng với ông Hát, ông Hát là cha ruột Bích. Bích bị công an bắt, chúng tôi cũng không biết. Đến chiều nay khi đọc báo, xem trên mạng xã hội, tôi mới hay tin. Căn nhà kia là của vợ chồng ông Hát, Ông Hát mất hồi trước Tết, còn vợ ông Hát thì đang ở nước ngoài. Tính đến nay nhà đó đã đóng cửa gần 2 tuần. Theo người họ hàng này, ông Hát có tới 6 người con. Nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích là con gái thứ ba. Trước đây, Bích có bán cơm tấm, nhưng tầm vài tháng nay, Bích nghỉ bán. Quán cơm do vợ chồng anh trai Bích là cha mẹ của nạn nhân T quản lý. Vào khoảng cuối năm 2023, chồng của nghi phạm Bích qua đời. Sau đó đến lượt cha của Bích mất ít lâu sau con trai ruột của bích và hai người cháu tử vong ông quy nói qua điều tra tôi mới biết bích khai nhận là người đầu độc cháu t ở đây ai cũng sợ hết vì không ngờ vụ việc lại xảy ra con cháu trong nhà mình không làm gì được dù rất đau xót từ sáng đến giờ người ta bàn tán nhiều tất cả đều chung một tâm trạng là không dám tin cách căn nhà xảy ra vụ việc đau lòng không xa một số người dân bàn tán xôn xao về thông tin nghi phạm nguyễn thị hồng bích bị công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ do đầu độc anh T bằng cyanua. Chị T cho biết, chỉ trong vòng chưa tới một năm mà xóm nhỏ đã chứng kiến 5 đám tang xảy ra. Tất cả đều là người thân của nghi phạm Bích và nạn nhân T. Ban đầu không ai nghĩ gì nhiều. Chỉ đến lúc anh T nhập viện cấp cứu và phía gia đình anh trình báo công an yêu cầu điều tra, người dân mới hay tin về vụ đầu độc. Chị T khẳng định, chỉ riêng căn nhà bán cơm tấm đó là đã làm ba cái đám tang trong vòng một năm qua. Còn theo chị L, người sống sát nhà nghi phạm cho hay, Bích này là người ăn nói khôn khéo, thường hay chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội. Trước khi bị bắt vì liên quan vụ án đầu độc cháu ruột, Bích cũng hay vay mượn người trong xóm. Chính chị L cũng có lần cho Bích vay tiền. Chị nói, ở sát bên nhà nên tôi sợ lắm. Hai ngày trước khi bị bắt, Bích còn sang quán nước của tôi ngồi. Dù trước đó cả chồng và con trai đều qua đời, nhưng phản ứng của Bích khá bình tĩnh. Chị L cũng cho biết Bích không gây gổ hay có mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, từ sau khi chồng Bích qua đời, người dân trong xóm có nghe tin đồn, người này thiếu nợ số tiền lớn. Hiện tại, Nguyễn Thị Hồng Bích đã bị công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội danh giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Hồng Bích đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cũng liên quan đến vụ việc giết người bằng chất độc cyanua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân có thông tin liên quan hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích cung cấp qua điều tra viên Trần Văn Nghi, số điện thoại 0903 624 479.